អភិវឌ្ឍជីវិតឆ្ពោះទៅរកអច្ឆរិយភាពរឿងដែលសំខាន់ដំបូងត្រូវដឹងនៅគោលដៅរបស់អ្នកហើយគិតថាខ្ញុំត្រូវតើដើរឲ្យដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ប្រសិនបើយើងមិនដឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការទេតើយើងនឹងអាចទទួលបានរបស់នោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអ្នកដែលបានកំណត់នៅគោលដៅរបស់ខ្លួនទុកហើយនោះរមែងធ្វើបានល្អជាងអ្នកដែលមិនបានកំណត់គោលដៅដូច្នេះតទៅយើងមកចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅជាមួយគ្នាទី 1អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដូចជាការសិក្សាការងារមាសប្រាក់ផ្ទះឬក៏រថយន្តទី 2ពេលដែលកំណត់គោលដៅបានហើយត្រូវកំណត់លទ្ធផលរបស់គោលដៅឲ្យចេញមកយ៉ាងដូចម្តេចអ្វីទៅជាលទ្ធផលដែលអ្នកត្រូវការបំផុតទី 3ចូលសាងរូបភាពតាមក្តីស្រមៃឲ្យឃើញដល់គោលដៅនិងវត្ថុដែលអ្នកត្រូវការទី 4ចូលគិតដល់វត្ថុដែលអ្នកចង់បានដូចជាសុខភាពភាពគង់វង្សសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បត្តិភាពការងារឬក៏ការសិក្សាជាដើម ទី 5ចូលបង្កើតរូបភាពឬក្តីស្រមៃឲ្យឃើញគ្រប់ដំណាក់កាលដើម្បីជាកម្លាំងជំរុញឆ្ពោះទៅរកគោលដៅវិធីដែលអាចបានផលសម្រេចទៅតាមគោលដៅ6វិធីដែលអាចធានាថាអ្នកនឹងបានទទួលនៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការជាធម្មតាអ្នករមែងដឹងថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីនិងមិនត្រូវការអ្វីដូច្នេះអ្នកគួរមានបញ្ជីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកនឹងបានវាមកយ៉ាងដូចម្តេចអ្វីដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តដូចតទៅនេះមានខាងក្រោម ទី 1សម្រាប់លំហែកាយទី 2ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទី 3បិទភ្នែកហើយដកដង្ហើមឲ្យស្រួលទី 4បង្កើតមនោគតិឬក្តីស្រមៃថាអ្នកកំពុងតែទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការទៅតាមគោលដៅចូលសួរខ្លួនឯងថាទី 1តើអ្នកនឹងទទួលផលពីគោលដៅរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចតើអ្នកនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីគោលដៅរបស់អ្នកចូលបណ្តោយឲ្យវាកើតចម្លើយឡើងនៅក្នុងចិត្តតាមធម្មជាតិរបស់វាទី 2តើអ្នកនឹងយកឈ្នះឧបសគ្គដោយ
sai tiết ca chôm tớ pi nẹ đợt tấy nâng phơi giang đôi mặt đách ao chén ốp sạ bàn thị bấy ta nâng pra pe về lý dù bàn á đam bấy ở bàn phật ta tam cột đào nụ thị bốn ta nẹ đăng tế thả nẹ bàn tự tuột phật tam cột đào rồi bạc lốn đào rồi bìm ná ta ở bấy đào nẹ bàn bắt đào thả nẹ bàn tự tuột phật tam cột đào rồi bàn nẹ nụ việt phơi ở nẹ miền phiệp chơi chẽ lơ khôn ai rồi tí thị pram ta cột đào đào nẹ bàn tăng tốt sọp ta nâng chư vợ bàn nẹ giang đôi mặt đách ta về chia rồi bắt đào nẹ thơ ca chạm bạch rứ ta thưa ao nẹt đợt tay cật giang ná trong bồn nẹt ta bộ kế nơi dây giang đôi mặt đất trong bồn vỉa tì bầm mũi chỗ mình đòi ao ví chia tu nơi tiệt bài chất rứt tục ao chất trên nẹt trái ao nẹt ba nẹt mình tận ban trong lái bên nơi tiệt công tận át ao sừng khấm chỗ hạt prà mình đầu cái té rứt cái đầy sờ máy bên tàu từ tiệt bên tàu bị prà mình đầu cái té rứt cái đầy sờ máy hỏi chỗ nằm dốc trong nạp aram tiếng nút mọc bột trên mũi nâng ba chỗ bắn hai tròn chớp tận nâng cột đá rồi bỏ nẹt bất chấp cái tên này, chui ở nhà ai tụm nẹt tụm đóng từ anh cốt có đối chiếu ba chấp bản, vị thị sản đi ai chui ở rừng bị bạ rồi lì bắt bận tình mà đóng bận tình mà đóng, nâng nằm ở nhà nghe sầm lắng từ rộp anh cốt hai bằng plek ở tây ta cá đòi chui chặt nụ bàn, tụ bấy chơi giang na có đói nẹt từ tập chơi giếm bằng cả cá sầm máy nâng cá bắt đầu chơi nick đòi mình chóp trầm ta cá chui chắp mọc đòn lụt tì, bất chấp cái tên này nâng nằm nẹt chui từ rộp hiệp chụp chạy bàn. Mình ủng cực này đã gặp mọc sát tầm miền sát thân ở phía phái phái bì kìa mình thả ta xin chiến phía xá xa bái bờ xâm bó phết miền ca sắc xá của bộ rưu tiệm nụ tí tại ở vậy đã đôi khí này nó cứ chết sát đã miền chìm cả đau ổn ổn hai tầm bì châm này à hát đôi khí này đã dân hạc thả mình nâng ảnh mình ủng ba tuộc bây giờ nơi trông ná này bị phục lố có miền chìm bờ cờ hôm đôi khí này tầng ở nâng miền nằm rơi cá đôi khí này cứ mà hộp à hà xâm lị mầm bé còn lại rồi nữa nâng tham sân cớ đa chia bài trái mô lực thán nâng xâm khăn bóng phót nâng khăn ông cá trên trầm chi vật bài trọng bán mà nâu dương miền châm luôn càng láng thử ai bài trái buôn khăn lớn ý miền mình cực gần tí miền cả khóa khát mà hộp à hà xâm lịch bóng phẹt lăng thái bị bạc xoay rốc tí xin ạ xảy tham sân cớ phía bà rốc có miền âm lại cổ bố tăng tham vị trí xác nâng tham bố ràn đôi chân nét bài nhờ vấn đào vi ai ao sớm mấy khốn thay ra xa khốn ai bán mùi tiết cả pra chất thay ra xa khốn cứ chê với chia xa mà giáng đào lỡ sớm bố đàm bay đọt xa nâng bằng thu bằng hà sọc hiệp chất nâng riêng cài cả bằng cả rụp hiếp tam rời dạ cả sớm mấy cứ chê át cầm bằng rư coi chê ô bà có đọt xa rai bằng hà sọc hiệp cài nâng chất prom tàng chuối đọt xa rai bằng hà cả ruột nợ bán giang miên pro sớt tập hiếp tiệt phồng đội nẹt to su bị tay ta cá cứ lục Thomas Edison cất ban sắc giá ban trầm tại bay khai phần nó phần tai đòi xa ạ nộp hiếp này sẽ đầy sờ máy được bạc cất bạc cọp tại đó hiếp cho bà lứa
Sẽ cái đầy phía dưỡng xoá xoáy, xoáy rộng châm đẹp đăng đạc luôn nâng miên ca bóng và thân á giang mô mốt. Bà tổ bấy chia lộng bạc về tình yêu giang ná có mặt đà rìa thói, mân bồn bánh chốc nâng cái đầy xa máy. Nâng bà tổ bấy chia miên ca bảo mát mơ nghĩa rồi có bánh tiệp bánh tháo giang ná. Có mân bồn ai ốp bà xa tiền lúc mọc rìa ràng nơi cùng nít nâng ca tăng chất rồi bà cơn. Nơi tị bóng phót cất khai tới chân nẹ chân này bà đất khang ông bùl phương đó là bây là bánh bóng phót nơi lứa bị phục lụ. Abraham Lincoln có chịu bộ côn mà nét đại miền ổ cá bàn sạc xa rin sụt tích. Sự tại ai hạc bàn thá mình bàn rin tờ tờ xót có thả bàn. Tại cả phía dâm tăng chất đòi cả bóng bật thân á giang một mớm tự ai thử ở kết miền cà rô nâng lỗ nâng xoay rốc chùm nét đấng bàn giang bình búa. Đòi cả đào chạy xếp hớt bị bàn ở lại mọc án đào tự thử đâm ná tự đòi rập sập km. Hãy đòi xa tại cả phía dâm ọt mốt nâng đòi xa tại phía xe mặt trắng cho mùi nâng khuôn ái nâng nét đợt tay phong nú. Tự thử ở kết tự tụt bàn ở phía chục cháy đô mà hẹ mía đòi bàn khái thư chế protein thập ở đấy xa rất à mê rịch. Chỉ vật ở bà mà nuôi dưỡng chôn cáo bởi kết chăng thơ vây mà giáng, bà mình bán xong tam cột bầm non, phía chán cứ chọc kết chọc thơ nâng chọc này dưới. Đại chỉ hát nằm ở chí vật nẹ tiền nút skel tạp hiệp bà ra cháy ở mùi chí vật. Bởi bì chà ra nà ở bàn chá bác nạc nông chùm nội ní, dưỡng còn nâng khơi thà. Nẹ tăng ở nút bông tên miền ca bông bà thân á nà muối ở bàn chá bà lướt nà lại tì. Kế mình tên skel bị đâm ra gà rồi bọc luôn nâng xếc đầy sổ máy ở vầy mối ở bàn chế bàn lửa xót. Đôi chân này nẹ nụ khuôn ánh đào chì mùa là hết. Phở ở kế chụp bà tế tại ca chì cầm chì con nâng bà ra cháy. Bàn tay chô nẹ chong chăm tục cho thà ca chì cầm chì con nâng ca bà ra cháy. Mình mến chì ca bạch bằng ở vầy vầy tiếng ổn nụ tí. Vì có rồi mình miền chùm này là ổ khá đá. Bố chê mê rin bình bà đá ở dân skel bị phía bất. Đào miền đâm lấy tiếng khuôn ánh nâng nẹ đồ tầy. Mà dàng tiết cả khỏi chú con nâng cả bà ra cháy đã thật lập bàn chú bà tè nú. Chôn cá bàn đàl mọc bì mô là hát bàn tạch bàn túi đòi xa tại khám yên cả bà chí diếm rưu có mình thơ ở chợp lớp tại bà nọ ảnh. Tạm cả bật nẹ đàl cầm nọt chôn viết ná rồi bà dường nú cư khôn dường nị ảnh. Chí vất cư sự thật nâng nông cần đạp đáy rồi bà dường. Nìa vì chí vất nít cư chê rồi bà dường, bà dường cư chê nẹ ông viết đòi khôn ảnh. Bà bàn đói ai vì ổn đá tự lực tay xa mất thông tự lùng tự lý đòi khuyên cổ đá nâng khuyên trầy vi sái trong ổn bạp tư tế nú. Chỉ vào bà dưỡng nâng rô sát ổn đá khuyên cổ đá hai cổ lắp lịch cho thật nông bàn xa mất nơi tị bình chấp chạy chí mân khàn. Bà dưỡng bắt đầu tự lưu rụp hiếp đá chế cổ đá bàn chế bà lứa rưu có miên cả đầy xa mai chế bà lứa. Cả bắt đầu rưu cả đầy xa mai nú nâng bàn khá lái chế trầy vi sái rô bà dưỡng rưu chế bắt bằng hai nằm ở dưỡng trên tự đo chùm nó chụp chạy bàn giang lộ. Nè mình trở lại tế thà bộ cổ đã tự tụt bàn chục cháy nè khăn chì vật nụ. Phía chán cư chạp đam bì ca lòng bạ về tình yêu đôi tạc nê tiếng ọ. Đôi chân này hỏi tự lúc Napoleon Hill bàn bộ thà. Chùm nữa cư chìa sập hiệp chật mà giáng đà lại tệ tế như rư có sàng ở miên ca chư chết nè khăn chất. Nâng chượm nè khăn chất chư riêng ra hồn. Xa rộp xe kết đây mọc thà dân trâu tiên chật ở bà dưỡng ao cạt miên chùm nửa lãng dân trâu tại chứa thà dân nâng bàn tự t chùm nữa nâng chùm rũnh ao cạn miếng nợ ảnh hợp hiệp chất đào chế ảnh hợp hiệp đo mô hát ở trà. Cả bắt đầu tất nông ở vấy đại dân chọn bàn đỏ đá rư có ca miên chùm nữa tất nông ở vấy đại dân chọn bàn đỏ đá tất nông chất. Chia cả bàn thám ca chư chế. Hai nít cứ chưa bị thi sát tại mà giang cốt đã là chùi ở dưỡng ách bàn phòng xong đuổi bầm nồng. Chịu ở tì hóa, bà chế chốn đã rùn nâu chết công nô xâm rám. Đồng bồn rùn nâu cứ cần tại đồng bây rực rõ đá xâm bọ kế. Rư có công ty đại sinh xinh đồng bây dục từ lúa dục rã trên trầm chì vật. Đồng bồn hạ đồ chì miên ở rầm thà miên khăn xói biết tứ tại trầm phùng bán. Bần tại đòi xa tại phiếp cây cỏ tớp trâu tại thứ. Lù dù dù tớ có thơ lớp nâng miên ở rầm thà mình xói tiệt tí. Hãy có chạp đàm ác rãi nâng nâng cùng nô xâm rám chi tì xin ác giang xe rùl. Cả đồng lăng cam vị thí xâm rạp chi vật bỏ dưỡng, bà tụ bây chi cùng nết bị xâm đáy, nâng ông bơ lõ rưu còn mình lõ giang nà có đòi. Nâu bêl kết bêl nì giấy rưu có thuộc đọt đá là hai nút. Vì còn nâng bằng hai là tập hòa mọc chi tùm lớp nơi thường ngày nào mối chạy chi mình khàn. Chùm nữa cứ chi cam vị thí chi vật đỏ lõ nâng chi thân ám đò vị xét, xâm rạp chi bà rô cầm nái cư ca cho chánh rưu có phía bà ra cháy nụ ảnh. Bà mũi đâm nạc cáo, đâm bấy tự tổ bán phiếp chục cháy, xông lực dô cổ ca nghề nghế, đâm bấy tự tổ bán phiếp chục cháy đuổi tỏ tình đi. Tì mũi, trời miên cổ bầm nông bà thân á, ôi bàn chấp bà lứa chung bồ cổ đạc đà miên, đôi chìa lốc Napoleon Hill. Bàn sở xế nực nông dịp hơn mùi cơ bác đà miên chung mô thá kịch hai miên, nực bực đà nẹ kết tròn miên, trời kết ôi bàn chấp bà lứa nâng kết chì nịch. Tì bí sang mà nô kê tệ thà, nẹ bàn chục cháy tam cổ đạc đà bàn cầm nọ tục hời. Tị bấy miền cầm rồng cá, nâng đa tờ tám cầm rồng cá, đam bay chú bố tờ cán phiệp chục chảy. Cà co sang phía trời miền cồng sang thà. Ta nâng bà đam thơ vía bì chùm nội nà chì môn sánh, hai thơ tờ tám đâm nạ cá, rồi hốt đo chập sập cụm. Tị bốn châu sơ xế cô đào thà, ta vía miền ở vầy khá. Hai xoan giá chú mùi nâng khuôn anh thá, trời tờ thơ nâng mình chóp chết đạch hạt.
Tì bà mùi tạm đán nâng trụt bình ít ao chụp sát, bà mình ở vây mình sử dụng trật đọc sáy, bần tài bà viết lo sạp hỡi, cơ bày bần thám vi thi lo lo tiết, ao lợi bìa vây đà nẹ công phong tạ đà nút, đàm bày ở viết đà tờ múc chìa lâm đạp. Bộ cột đà tờ tổ bán chụp chay phía chán cư chìa mà nút đàn miên ca phía dưới ạch chọc chồ. Mập hay chùm nói đàm bày phía chụp chay, chìa ca bất bìa nà nấm rô bà vị nhu chốn miên sân thập nát, tèng nực nông sọc nâng kra sọc. Hai bất chí miên bà giáo xâm rạp dưỡng dụng mọc ạ nữ vật. Mùi vinh tiết xâm rạp ca nà nâm tiếng lúc, nẹ nà nẹ nà có ai dụng viết tự ạ nữ vật bản đài. Xâm rạp ca nà nâm rạp bọc nhóm cư chí ca nà nâm, ai án rư cơ ai nì giới cho mùi khuôn ánh, ai bàn dựng nhớp rõ thằng ấy. Đào dục chất mọc bà đáo cho mùi nâng bịa bích, nâng ạ tên ấy nì mùi, ai bàn cho bà lỡ, mần rìa rết. Nít cư chí vị thị xác, nây cá bà xài chân. Nước nông bêl thơ mặt đá, cho thơ ở bán chơi riêng ra thằng ấy, mà đón rưu có bị đón khổ nông mùi thằng ấy có bàn. Nẹ nâng rì châm rán, miền sẽ cả đây sọc châm rán, nâng chụp bà tế, nâng phép chụp cháy chìa bà trẻ. Tì mùi, bà sân bà nẹ mần tân bàn rìm áp bì bìa tế, bàn tài bàn chụp cho mùi nẹ đà bình chật hỡi. Chú mùa nẹ đà nẹ sở lãnh nâng bà thân á chìa cù cổng cho nì dây nâng bàn chánh xâm linh thà. Nè cứ chơi mà nốt đào nhầm sờ lạnh nâng miên sẽ cái đấy bong bật thân á giang một mớm xong ai chờ bà dưỡng sờ lạnh khỉ nâng miên sẽ cái đấy bật thân á đuổi khỉ. Tí bí bà mình tên rìm áp bí bí rừng mình tên bàn chụp nè đà khốn bình chật tí xong ai chờ bà nâng khốn chật thà. Nè nâng bàn chụp cù sân ái chơi mà nốt lỏ nâng miên ca sờ lạnh xa mọt rắn đàm bấy nâng bàn rìm cá nâng ruồn nấu cho mùi khỉ ở mùi chì vật. Tị bấy, nì chì ca nghe đẹp nhóm bàn chì rơ rơ rùi ta hỡi, xông ai nhóm miên châm nạc đăng nâng miên bà nhá xa mạc đấy, đà nâng ai chạp hì vất ca nghe bạc nhóm ai bàn đi châm ràn tờ mốc chìa bàn tò bàn tớp rô hốt bàn chục chảy. Tị bốn, bà sân bạc nhóm miên thân nạ sạ đọc sạ đóm, nhóm nâng chùi sân cửu nẹ đà lòng bác về tình nìa. Tị bám, nhóm trơ tay chìa mà nốt đà miên cầm nất, đôi chân nạc cô ta nì dây sạ đầy nở vấy Pram pi, khyom lực lên ai mà nô cực nít đã bàn thơ khó mọc lực nhóm cực giang càng bị ạ đật. Pram bấy, khyom nâng khai chìa mà nô đã miên chặt tù lý, miên chặt mê ta cả rà nà. Pram bốn, khyom rô lực nực đăng côn châm bố nẹ miên côn rô bạc khyom tình ọ. Đóp, khyom trời tệ miên cả ọt thamốt chung mùi nâng rương đã thơ ai nhập nhờ chất khăn ông phơi khó cực bạp giang. Đập mũi, khyom trời tệ chết sân xăm lùi cá đam bay tục pra nâng bự đạc khyom trời cá chạm bạch. Đập bí, khiêm trời ta miên cầm nất nì dây sẽ đấy nâng thơ lõ cho mùi nẹ đợt tấy, đôi ở vấy đã khiêm trời cá, ai kết thơ mọc lực nhộm. Đập bầy, khiêm miên sọ cập hiệp lõ hỡi, bần tái khiêm nâng ạp hiệp vết, ai rất ta miên sọ cập hiệp lõ láng trên nịch. Đập bồn, khiêm trời ta xoay rốt chùm nẹ đằng bần thảm, đam bấy, ai chì vợ rộ bọc nhóm miên ca ri chùm rán nâng miên đầm lấy rất ta khô láng, đam bấy chê bà giáo đào Đập bám, khi nhóm trời miên phiếp xa mặt trắng trong bộ khuôn ánh cổng cổ xá một nghĩa đã khi nhóm tự tốt khó trời. Đập bám mũi, khi nhóm trời miên chỉ vết đã miên cổ nập hiếp, nâng sau cổ phiếp lõ chỉ riêng rõ hột. Đập bám bí, khi nhóm trời ta miên cấm nét đã rì châm ràn trên nít, đàm bay ạ phí vận khuôn nâng ca nghỉa. Đập bám bấy, ba chỗ bà rây rư phạc xá, khi nhóm nâng chọc chỗ bà rây nâng phạc xá, đàm bay sau cổ phiếp rõ bạc nhóm nâng nẹ chất kháng, chỉ bị xác cổng cổ xá rõ bạc nhóm. Đập bám bồn, khi nhóm sẽ lành khuôn trên nít. Nhóm miền ca bà giặt bà giá châm bộ ca rộng xí, ca thơ ca nghĩa, ca chấp xâm rã, nâng kênh ai bàn cực cơ rắn, đàm bay ai miên sọc cập hiệp mầm mốn nâng miền ca trong trăm lọ. Tì mập hấy, nhóm trời tài chìa mà nốt ô xá, ọt thơ mốt, nâng chìa dìm chìa nếch, nhóm mần mèn chìa mà nốt chấl, rôn trăm bà rình viết sá, bì mùi tháng ấy, tăng mùi tháng ấy nửa lời. Đập bàm đồng nạ ca, đàl cầm chát, ô bà xá, đàl mọc rè ráng nập hiệp chục cháy rồi bà nè. Tì mùi, đồng bốn trăng nì giới, ai khuôn anh thà, miền ca phleng phlet, rừng lôi cá, dạng đôi mà đạch. Tí bí, miền ông nốt lơ khuôn ánh rư skal thà, khuôn ánh miền phiếp gần báo chiêng nẹ đợt tới dạng đệnh mà đầy khá. Tí bấy, châu xu khuôn ánh thà, ta ách nâng cầm chát phiếp lòng ngôn khá nâng ca khuyên hạt phó đảm bấy thuở ai chỉ vật lo lắng đại rư tí. Tí bốn, châu sẵn kết chất cầm nét khuôn ánh biện xâm đầy, nâng xa mát tập hiếp đã ban thuở rõ thang ngày. Tí bàm, to tên ít trời kết thà, ta nâng trời pháp đô chỉ vật đã khuôn trọng tớ đào vi thi nà. Bàm mối châu xu khuôn ánh thà. Trong miệng chỉ vật rồi nấu dạng đôi mặt đách, nâng trời ca ở tới chỉ dạng mạch tiền. Pram pí, chỗ bằng ca rụp hiếp, nâng sở mai ở với, đào chỉ vật bà dưỡng trời ca. Pram bầy, chỉ rơ rơ bộ côn cùng rú, đại khuôn trong khái tới chìa. Pram bốn, trụt bình nất rộng mơ là với, đào chỉ rơ bà khuôn ấy, nâng sẽ đạp bịa xâm đấy, đào cầm bông ta xoan tờ nế, nâng kháng chất rồi bà nẹ. Đó, bình nất chất khuôn ấy, tha ta miền phía phay khá châm bùa vầy khá. Đập mùi miền chùm nữa nơi bị cao ca phải khai nốt dạng đôi mặt đầy khá. Đập bí, nì cư chìa ô bà xác đà thơ ai chìa vợ rộng bà nẹ miền ăn ụp hiệp rưu tế. Đập bầy, ta khôn ánh chìa nẹ rè ràng bồng đá nây con ụp hiệp chìa vợ rộng bà nẹ bật mềm rưu tế. Đập bốn, lục nẹ trời bà nhà chất sang chùm nữa thamay mùi ai chìa vợ rộng bà nẹ. Chùm nô chùm nữa chá, đà thơ lập miền.
15ពេលលោកអ្នកមកដល់ផ្លូវបំបែកមួយដែលមានស្លាកប្រាប់ថាមាននឹងក្រចូលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសថាតើនឹងឲ្យជីវិតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរទៅផ្លូវណាដើម្បីឲ្យរួចផុតពីឧបសគ្គនៃភាពជោគជ័យអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យការគិតផ្លូវវិជ្ជមាននិងការគិតសតិធិនិយមគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សាងបុគ្គលិកលក្ខណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងសាងភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារព្រមទាំងប្រកបមុខរបររកស៊ីជាដើម បុគ្គលដែលមើលអ្វីៗក្នុងផ្លូវល្អគឺជាអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យទូលំទូលាយមានការជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងនិងគោលដៅដែលបានតាំងទុកដោយភាពជឿជាក់និងសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងធ្វើវាឲ្យជោគជ័យបានវាផ្ទុយគ្នាពីអ្នកដែលមើលអ្វីៗក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាននិងមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវអាក្រក់គេគ្មានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់កំណត់គោលដៅជីវិតទេគេបណ្ដោយឲ្យជីវិតរត់ទៅតាមយថាកម្មភាកច្រើនមនុស្សពួកនេះពុំដែលមានគោលដៅអ្វីទាល់តែសោះ
ấy. Chốt chất bờ rà nia dàng ní dàng nụ thà. Hạt ở vấy bàn chì chì vợ rà bọc luôn mình bà xa xa lợi. Thà hạt ở vấy mùi chì vật ní bì bá nâng rộp hiệp chục chay mà lẽ. Hạt ở vấy bàn chì kích khăn ông phá vị trì miền nâng mơn mà nốt khăn ông phá lỡ bằng co ai tự tụt bán là tập hòa lỡ. Tạm rời giác ca sẵn chứa nâng bí sát ai khuyên thà. Bộ cổ đàn mơ là vầy vầy khăn ông phá lỡ nốt. Tụ bây chìa sắc xa riêng sốt rưu cò bà cọp ạ chìa bà vầy có đói. Nâng thư bàn bà xa chương bộ cổ đàn mơ là vầy vầy tạ khăn ông phá lỡ ạ. Rưu cò tạm rời giác ca sẵn chứa phân này vầy chứa xa. Tạ tông tên nâng ca cực cổng phá lỡ chất nâng bà bàn bà sát bằng hành thà. À rõm rà bà dưỡng miên phá lỡ mà nốt đá lực khăn ông phá lợi về chứa miễn rưu có phá lợi ổn nốt. Miễn chủ ngư tích tùy chiêng mà nốt đá lực khăn ông phá lợi ạ cỡ rưu có phá lợi ạ về chứa miễn. Rùm tiền rôk thơ mặt đá nâng rôk cầm nạch đôi chìa mà hà rít chìa đàm. Mà nốt đá miễn cầm nạch về chứa miễn rưu có phá lợi ổn. Phá sân ba miễn chủ ngư ở vầy mối nâng miễn ảo cá chia sát bài lớn chiêng nẹ đá miễn cầm nạch ạ về chứa miễn rưu có miễn cầm nạch nâng khăn ông phá lợi ạ cỡ đài. Rừng đào chùm rối nâng chùi ôi mà nốt kết vị trí miên xa mặt tập hiếp khai chia sẻ thấy bà nô cứ. Nẹ đào kết nâng nông phá vị trí miên ở cá ôi khuôn anh tràn chiếng nẹ đào kết ạ vị trí miên. Nẹ đào kết ạ vị trí miên nâng miên cầm nất ạ vị trí miên cầm nất rô bà bộ kỳ. Hạ đôi chì miên phiệp ngô ngất mọc bật băng nâng chì vất chùm đẹp đắng nâng xa mặt tập hiếp. Rùm tiền ở cá nâng nông ca thơ ca nghĩa nâng bà cọp ạ chíp cực dàng. បកលប្រភេទនេះច្រើនតែគិតអ្វីដែលមិនសូវរីចម្រើនចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងៀមប្រងើយកន្តើយមិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរមិនចូលចិត្តបណ្ដាក់ទុនជាមួយកម្លាំងឬពេលវេលានិងមិនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងរឿងអ្វីៗទាំងអស់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះបកលប្រភេទនេះមិនចង់មានចំណេះដឹងមិនចូលចិត្តការអានការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗទេ ចំណុច10យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយការងារជីវិតគឺការងារការងារគឺជីវិតការងារគឺប្រាក់ប្រាក់គឺការងារ sốc nâng khai tờ chỉ tốt, bà sân bỏ ọt bà, bắt bóng ca nghĩa, rồi vô tài ổng cối, bơ tạ đi phê khuôn. Mần dù mần chắp, nâng bà chô mốc tờ nâng tục sao. Cả thơ ca nghĩa, ôi miền sẽ đầy sốc ní, vì mần mến chỉ ca bị bác hồ hẹt bị tí. Bà dương tăng chặt phơ ví, ôi bật bà gót, nâng miến vị thị xa. Ní cứ chia vị thị xa khai khai, đàm bày án vật ca nghĩa, ôi miền sẽ đầy sốc. Tì mũi, chô tăng chặt thà, thằng ngày ní, trời tài miến sẽ đầy sốc. Nếu bây giờ thơ ca nghĩa, trở kết khăn ông phá lợi về chứa miễn rưu có phá lợi lỡ, đàl ái thơ ai ca nghĩa rì châm rãn bàn. Chô bây giờ thơ ca nghĩa ná, đàl dương chôl chất. Chô kịch chanh ai chẳng ái bị bỏ cốt, đàl chôl chất này dây nền tía nà khăn ông phá lợi ạc rõ. Nâng xoài rộng mất đàl chôl chất, hai bà bê bê lý cho mùi nâng bộ kỳ. Tì bí, chô thơ nào ở vấy đàl nẹ chôl chất chỉ riêng rõ thằng ngày. Nếu bây giờ đàn nét mình chôn chất ca nghĩa đàl cầm bông tài thử, nâng mình tên ai xoay rô ca nghĩa đàl nét chôn chất bà nụ. Chôn nét bí nét mơ làng với nâng châm nét đắng xa mặt tập hiếp, nâng châm nạp ả rõm rô bà nét khuôn ánh, đòi mơ nâng ở với đàn nét chôn chất nâng thử rồi thằng ngày. Tị bấy, chô ạ phí vật ả chếp nâng bọc lực lạc ả nát rô bà nét. Nẹ cô ta kết trên này thà, nẹ trời ạ phí vật khuôn ánh ôi miền xa Prosan bà nẹ xoay rộng chùm nẹ đắng, nâng ách bằng cán xa mặt tập hiếp nâng khăn ông ca thơ ca nghĩa ở bàn pro xá lãng bán. Nẹ cho bà chùm miên ca đi chùm ràn. Bàn tay Prosan bà thơ pro ngơi mân xoay rộng chùm nẹ đắng, đàm bấy mọc ạ phí vất khuôn ảnh tí. Vì chứ ca bận ná, nẹ nâng khăn ca đi chùm ràn nâng khăn ông ca nghĩa, rự ách nâng ớt ca nghĩa thơ. Pro tay bà chùm vất bà pro ngơi cân tái nụ ánh có thả bàn. Tiếp 4. Tự tùl khó trái châm bố tù nì tí nâng là tập hợp đạt cạt làng. Cả nghề rộ bà nét miền tàng lõ tàng ạc rõ nâng bước đá nét hiền tự tùl khó trái tàng sống. Châm bố à vấy đạt bàn cạt làng. Bàn tay nét nâng miền phiệp chư chạc nâng khăn ông ca thơ ca nghĩa càng tạc lăng. Đò rạp ná nét miền ca chư chạc càng tạc lăng. Đò rạp nú nét nâng miền phá lõ càng tạc lăng đài.
Tì prám xong tên này tờ lờ là tờ phá ca nghĩa rồi bỏ nẹ bì cho vài nì. Xong riêng thơ khốn chứ mà nụ khá hắn. Hiện xạ xô là tờ phá ca nghĩa rồi bỏ khốn bì cho vài nì. Bà tổ bày chứ nẹ bàn đăng rùi tờ hơi nờ à vấy đà nẹ bàn thơ. Thà tà vì lỡ rửa cỏ chàng nà khó đòi. Bỏ ca nì đàm bày ao cho vài nì tờ tù sơ rửa bàn đăng vía bì ca nghĩa đà cắn tờ chứ bà. Châu prap cho vài nề thà, nẹ bật chứ chọn đăng bì ca vị đâm lấy từ lời ca nghe rồi bà nẹ, nâng xô ạ tệ thị chốn rồi bà nẹ phong đáy thà. Ta nẹ bật đào xe và cám giang đôi mà đạch đài. Pro thà nẹ cư chìa nẹ tự tùl khó trời tàng sống từ lời ca nghe nâng chí vết rồi bà nẹ nụ ảnh. Tì prap mũi, châu thà rời xa bịa xoan gia rồi bà lục nẹ hỏi bàn. Châu nẹ xa mạ chất nâng bêl đà nẹ khmien bê vi lìa cực cực nâng thử rư gò mân tên bàn cực cực nẹ trực đăng thà đạm bây cho bà lớt trầm trữ công thử ở khó tam ca xoan gia chế đại khát. Tiếp 7. Chỉ viên công nít bị xâm đáy nâng ác cạp kê rìa nâng khăn ông phá lâu ạ vì châm miền. Châu tăng chất thơ ca nghĩa đòi ca bình chất cách đây sở lãnh nâng miền sẽ cách đây sóc bêl cầm bốn thơ ca nghĩa. Châu chỉ viên ca cho chết vệ nhé nâng khăn ông phá lâu ạ vì châm miền rì con nâng tiê cho bài nế nâng mất rung ca nghĩa chết đại khát. Bà tụ bày chỉ miền ả rõm mần lõ cho mùi bộ kế giang nà có đòi. Châu công bản đáo ý ai bị xâm đáy nâng sẽ cầm hợp hiệp ạ vì châm miền nà mùi cả láng đòn mất rung ca nghĩa rứ có cho bài nế. Pro ai thưa anh nhé, cả chất công vật, rư có công vật nó không chất, nít cứ chơi mồi hết, này phê para cháy không càng nghe. Tiếp 7, trật đắng tham mưu phê chán, bông sâu chôl chất ca chung tớ tì. Ca chung tớ râm anh thưa ai cát ca phê khá lạch, cổ thân á, nâng ca chư chám, chê phí xa nó không còn lãnh càng nghe. Đôi chân nét trời hàm chất không ai miên ca chung tớ chết đại khát, ca chung tớ ai cát tránh bị hạt phật bày giáng, ca kịch mũi, bị xâm đầy mũi, nâng âm bờ mũi, cư chơi cá bằng co ai cát miên nó ca chung tớ bàn. Bà nẹ cực cực rộng việc bán nẹ nâng mân chùm tớ kỳ tí. Bàn tay bà khám miên xa mát tập hiếp nâng nông cá chi viên tí. Xong phía dìm đi dây xa đáy ở bàn trầm trớ tớm nâng ái chặt cá nâng ca chùm tớ nụ bàn. Công đất ạ vi chùm miên priệp đối chi trả xì đáy bà vi cả làng hái nâng tùm bia xì dân chạy chí mân khăn. Tì bàm bốn chô bằng cạn mất nâng chạy cực cực rộng chặt mân ủ. Bà tổ bày chế nẹ nâng còn lại nà có đáo chô kết ai bàn lõ nì dây xa đáy ai bàn bà rùa bà xá. Nâng thơ nợ âm bơ lõ ai bàn chế nếch. Đàm bày ai bà cốt đà nẹ chụp tổ tổ dốc tam rì dạc xài phần nét kê rì giá rư rực bí rô bà nẹ. Nâng bèo đà dương mân xâm lăng mân úc nông plâu ạc rõ, khmiên cầm nét ạc rõ, mân nì dây ạc rõ. Nâng mân thơ âm bơ ạc rõ đà nẹ đợt tầy. Chỉ vào bà dương nâng miên sẽ cất đầy sốc cực cân lãnh, tuôn nợ khăn ông phát cân lãnh thơ cá cân lãnh bởi chúng, rư cò cân lãnh đợt tay tiết. Bộ thay chất rộ bà dương kết tạp lâu lỡ với chờ miến nâng kết tạp với đà rì châm rán tạm dàng. Tị đóm, hạt bàn thay rì xa sau cấp hiếp trên nịch. Bộ côl đà sở lãnh khuôn ánh, trâu sở lãnh khuôn ánh, tàng kháng khăn ông nâng kháng kháu ai bàn lỡ chỉ tị bầm phọt. Chỗ thay rời xa sau có phép chất nâng riêng cái, mình phật ra, mình chỗ bà rấy, đào chơi cường nhiên, đào nơi tốt chơi đại khát. Chỗ hạt phơ xa mà thế, đạm bày rời xa sau có phép chất, ai miên sở tệ bà nhá xa mà rời đấy. Cập bày phía dâm hạt bà ràng rõ thằng ấy, đạm bày ai riêng cái mầm muốn, bà gọp ca nghĩa dàng miên bà sở tập hiếp. Nâng đạm bày ai khuôn miên sở đầy sốc cho mùi ca nghĩa. Chia bì xác, nâng bàn chơi tí bình chất rồi bà cho vài nế, nâng sở thả bán đại khuôn cầm bốn tại phơ ca ai. Chôm nay bộ cốt đào bà ra cháy, chẳng ta miên xa cảm hợp hiếp đôi khăn kraum. Tí mũi, bêl phía nhập bị đệch, mình bồm kraup, nâng ta đệch bánh tó rồi hốt đoàn hộp bêl đạp bàn công nát tha nâng kraup. Tí bí, bêl tự tuôn tiền à hàn đợi bêl bớt chan chân năng sạp rìa cao tức, mình bồm liên tục tế, tục liên bêl kraup. Tí bấy, chôl chất tật phơ cà dứt, bồ tài mạnh đào kết bì bê bê lìa khăn ông cá thơ đâm nào. Tí bốn, mình bắt đoàn xa rạ xâm khán đoàn bê bê lìa thơ cá, chôn cá bông phê ca nghĩa nạch chụp tài mạ đồn. Tí prám, bêl đạp bàn tăng chất tật gần lại nà mũi, bài chế bắt đầu chất tật gần lại xên bình. Tí prám mũi, bêl bàn đấng rư cơ lưu rương đa xâm khán mình cọt trá, kết thai chăm bán tài trọng bánh chấp phê lịch ở rư linh. Tí prám bí, bên mên ọc cà lõ, đạm bây sạc xa riêng sốt, mình prôm riêng bà tập bát phliêm phliêm tí, bàn đáo ý ai bê bê lìa cân lòng phật tự ọ. Tí prám bấy, bê đo bê bê lìa cầm nát đạm bây tự tù tía nâng chọc xâm rã đầy bốn, bài chế bắt đầu bê bê lìa tờ bình. Tí prám bốn, cầm nát bê bê lìa hạt bán tài rong chăm sái rô hột. Tí đáp, chôl chất phá bắt đầu bê bê lìa nâng rong chăm bê bê lìa rô hột đào chớp chi ni sài. Ảt cầm băng này ông nái đào tăng nâng nông chất. Chất đồ bà mà nút cư chê rô bác đào ọt chá nâng khuyên bồng đàn. Chất miên ca phá bắt đầu tư tam sạc đầy bòng bà thân á rô bà dưỡng. Hay bằng co ở miên là tập hót đào riêng cài. Dương ai thơ cực bà bà giáng tam đại chất nâng cầm nít bòng bà thân á đò rạp ná miên ảnh hợp hiệp chất nâng chùm nứ chùi cầm trồ. Ủ tế họ đôi chìa nẹ chùm ngữ đào cạn mà hà rích. Bèo đào tự tù tiên thân ám đào viên mần mến chìa thân ám xâm rạp chìa bá rộng hà rích xó. Tại bản tập bì nẹ chùm ngữ tự tù tiên chôl tử. Bài chìa thơ ở cận bà đá bùa vầy. Bùa tà kết kết đào thân ám nút thay chìa thân ám đề miên ảnh hợp hiếp đào ai chùi ở kết cận bà nút. Cư cạt láng bì ca kết rộ bà nẹ chùm ngữ nụ ánh. Bùa kế bàn tự tù kà nà nâm thà.
Thanam nít cư chế thanam đã chui phía bà rốt mà hà rít ao chế xa xa bài bàn. Nít cư chế phía mà hà ọ chá đã cắt láng bị ảnh hợp chất rồi bà nẹ chùm ngữ đào miên chùm nửa thà. Sau cổ phía rồi bà kế nâng lo làng vĩnh bê đà bàn từ tổ tiên thanam rùi. Cùng nét nít bàn chạy chốn tại khu nông chá rồi bà kế thưa ao chất bà tập bạc cá rồi hốt từ tổ bàn là tập phá chục chảy. Đối chân này, dân trâu bà chất dạng đôi mà đách, nâng kết dạng đôi mà đách, đảm bấy ai tổ bán phiệp chục cháy tam cả đầy sở máy rồi bà dưỡng. Cô lạc nông nông ca kết đào bằng có ai bán chục cháy tam bông nông bà thân á nâng cả đầy sở máy cứ. Nâng bêl nét chọn bàn ở vây cọ đòi, nét trâu kết thá, khôn bàn rồi bà nụ rùi ta hời. Ú tế hò thà nét chọn khai chìa bị chạy mình đất, mê thư ví cây là có, rư có nét bên đây chờ có, nét có bấy kết thà, nét bàn khai tơ chi dạng nụ rùi ta hời. Nơi bêl kịch ảnh chấn, nơi bêl đa lộn nét chủ trì rịp thà, nét bàn cầm bóng tay chỗ chất đo cổ đá rất là khăn lãng chia bánh đáo bánh đá hời. Chỗ chế giếm thơ tam ca tăng chất, xây cái đấy bóng bật ná, nâng tam cái đấy sở máy ở bàn một mớm bật góp đào ca chữ chết nâng cái đấy sân khẩm. Thì nề thá, việc còn nâng khai tới chữ ca bất nơi tị bóng phót, bánh tay mình mến bên này thá, nét chọn khai tới chữ sốp hồ mến, hay có ách hoa chanh tam bằng ước bà nụ tì. Nút cứ chia cầm nít hồ hạt bếch, mình ách tờ cả tí. Việc bàn trầm tay chứa cá sở máy tại bà nó, mình cực gần tì. Bà miên trầm tay chọn khai tờ chứa, rư chọn bàn viết bình mê nút. Trời tay chạp đám bà tờ bát, ai bàn chứa bà lứa, nâng bà đầy sở máy, đám bấy chùm rùnh ai miên ca bà tờ bát, tớp nâng ách tam bông nông bà thân á bàn. Bà nhà hà rô bà mà nút sở máy thầm ấy, cư ca miên cà đầy con vál nâng miên cầm nít phai khlạch. Bạn hà rô bà mà nút xa mai thầm ấy, cư miên cà đầy con vál, nâng miên cầm nít khlạc môn bếp đà miên hạt cạn lãng, rư hạt thá, đăng rốt môn trừ. Việc cư chê cầm nít nâng ả rõm đà kết khăn ông pháu ạ vị trí miên. Đôi chân này hỏi, tớp thơ ai bộ kế bà tuần kết đo sô cập hiệp chân nâng riêng cái chê tùm ngôn. Cụ bằng vắc lực tùm ngôn, nẹ lực tùm ngôn đà kết mình xa mặt tập hiệp mà nẹ, lực mình bán lực 250kg. Sạp tới tháng ngày mũi, cụ bằng vắc bàm nẹ lực tùm ngôn nụ thá. Đồng nút miền tùm ngôn trầm tay 150kg tại bà nó, có bần tay tạm bật tùm ngôn nút cư 175kg ai nọ. Nẹ lực tùm ngôn nút có ai lực bàn rồi hốt phót của bà rồi bà kì. Khoai bực đại kế đã cho mọc vĩnh cụ bằng vắc bạp kê thà. Đồng tùm ngôn đại kế bàn lực nút miền tùm ngôn 175kg. Hạt đã ai cả làng dạng đồ chân bụi tay tực chất nâng cả kết bằng cách ở bán chưa cầm lắng nụ ảnh. Miền nẹ là bay mà nẹ bàn đi dây thà, tổ bay chứ nẹ kịch giang nà có đói, thà nẹ ai thử bàn có đói, rư mình ai thử bàn có đói, là tập hóa đa cạt láng cư tơ tam cầm nít nâng ca kết rồi bà nẹ. Bà nẹ kịch thà cỏ, nẹ nâng cỏ, tại bà nẹ kịch thà miến nẹ có nâng miền, tại xông ai thử phóng, đôi đa dưỡng bàn đi dây kháng đám rụi mọc hời. Khi ông đăng cho bà nát, thà vi chứ ca bị bà nát đa nâng kịch thà miến, bà sân bà chứ chùm nẹ đăng xa mặt tập hiếp. Nâng bà rì thàn rồi bà nẹ, mình bàn miên phiếp ông nói phòng tí, vì mình ách cạt làng nụ tì. Tại chỗ bà mà nâu kê tế, rư có cái đầy sở máy trong bộ áo vấy đà nẹ trời cá. Đôi chìa cá miên sau cập hiệp là ố, tế, lán, ca nghĩ, chị đàm. Nẹ cập bấy chặt tục thà. Lột nẹ bàn dụng mọc cực rộng hỏi, nâng bán thơ chìa mà chá. Nâng miên sật bò rì bố tư lưu rộng bà tiền nụ rùi ta hỏi. Cô rùm lất chìa này thà. Miên áo vấy đà chìa prong đàn này chất, đà cầm bông ta nằm nẹ chì bố tờ rốt hiệp chục chạy bàn lợi. Bàn tay trời ta miên chùm nứa cầm lăng chất. Nâng sạc cầm hợp hiếp đòi bà cầm nít khăn ông phá vị trí miễn, đàm bay cho bố tờ rốt chùm nói chồng kháu đại dưỡng bàn bóng bà thân à nụ. Cô ca chì vết đàm bay ruột nước đò bà xà, chì vết cạn móc tên kê tên dưỡng bàn tờ tố nâng bà chô mốc cho mùi sạc thân à cáp xinh xinh, tờ tam bà rìa cá chùm vĩnh ạch chọc chò. Tam ca bật tớ, à vây đã bàn cạt láng chùm bố dưỡng cụm nê tì ní, dưỡng ách bằng cạt ví chìa cô cá chìa chùm áp chìa tùm lướp, rư coi chìa rô bà môn khăn ông ca đo sài chì vứt ai bàn bà xá, chìa bọt bì sát nà khăn ông tùm nẹ tùm nông mất. Cà chô rôm nà khăn ông sân cúm, đà cán tà thư áo dưỡng miên chùm nè đấng nâng cán tà thư áo dưỡng khai chìa nẹ miên bà giáo nà khăn ông sân cúm, môn bê đà dưỡng lì chạ lục tớ nì ảnh. Xong nốt đà cô tà xu khôn anh cứ, tì mùi, à vây tớ đà chìa mù là thàn cứ nay chì vứt. Tí bí, cô ca bất này chỉ vật nốt cư chìa vấy. Tí bầy, nâu bếp đã bảo chỉ vật ta tam cô ca ní, nâng bàn tư tôl bà giáo giang nà khla. Cứ ca bất này chỉ vật, dưỡng ai miên chỉ vật nâng nông lộn ní, miên bếp nâng miên cầm nọt. Nẹ khla miên trầm tay mùi thang ấy, mùi khái, mùi chân ám tay bật nọ. Miên phía tịnh nạ đã miên ả dụ đoàn mùi rồi chân ám, bàn môn bếp đã nâng lý chạ lộn ní tử. Tí mùi, dương mình ách miên chỉ vật rô nâng rô hốt bà nô tí, dụ vô vấy chẳng ta miên ca bà mát phá lý kịch thà. Bộ kê nâng thlắp nâng thang ngày nà mối, mình dũ có chạm nì. Tạm bật tớ, chỉ vật mình ốc miên cọp khăn cầm nát khăn ông ca rô nâng. Tí bí, cho tiền dụ ở ca lõ lõ khăn ông phép chỉ dụ vô vấy. Svai rôk chùm nẹ đăng, ai miên phép tù lùm tử lý xâm rạp ca nghĩa. Svai rôk ca ạ phì vật khuôn rư con xa mặt tập hiếp. Ai khai tư chiếc bộ cốt đa miên đầm lái nâng miên bà giáo đo sân cúng. Môn bế lê chạ lúc nì tử.
Tí bấy, cô rùm lắc rơi rơi thà chất nâng riêng cái rồi bà dương mẹ mẹ bàn khái chìa rồi bà khuôn đòi thầm chiết. Bà dương miên sọc hợp hiệp cài nâng chất là ó, nâng ái thử ai đâm lái miên bà giáo đào chí vất nâng sân công bàn. Tí bốn, miên riêng cái rồi bà mẹ nô nà mẹ đà miên lệ cả nạ là ó bò rì bố cổ bạp giang đủ tí. Nẹ khlác nìa cạn móc bì cà phần nèch mướt trà chí đầy chướng rứt cọp xinh xinh tiệt. Nẹ khlác cạn móc dục chùm ngư mọc tám chìa cà sạch. Rì ai nẹ khlác tiết cạn móc bàn tà mùi xuân túc có sạp tà vinh. Đòi lại nẹ khlác tiết cạn móc miền ảy dụ vến bần tái miền tục về tà nía. Mần thá ta nẹ miền sạch đọc sạm sẽ thấy kê hạp bật đấy bởi rì chía. Rư còn nẹ xong tiền tế rô mênh bởi chô mốc tà nâng tục về tà nía chú mùi nâng riêng cài ní. Cần tài chế tục về tà nía nú miền phiệp xinh khả nía tài bần nộ. Tí prám, xa rộng mọc, miền nẹ nàm ở nẹ, miền riêng cài nâng chất bò rì bố cực bạp giang nửa tế, ba miền chất nâng cài cực rắn nâng nông cầm rắt mùi bần nộ. Tí prám mùi, bêl miền ọp xa, chô tù xa kèl vi, hai bì chê giếm dục chê nè nâng ọp xa nô ai bàn. Sông bay tà nẹ bì cá, còn đây tà miền xa mà tập hiếp dục chê nè ọp xa nâng nông cài chinh châm chì vết bán, đào cà prá nâng à vẹ dì vết đà nâ sál, đàm bay dân trâu tự tu khó trâu nơi khôn ca cạn mọc rồi bỏ dưỡng bạc rì thán nâng sân cung đại dân cầm bốn tài ruộng nâng nì. Nẹ khá là cạn mọc chung mùi nâng sọc hợp hiếp là ô bảo bấy nâng ô cá đô bảo xá. Nẹ khá là tiết cạn mọc nơi khôn cồm cổ xá đô miên sạc đọc sạm nâng miên ca sở lãnh cọc đáu. Nẹ khá là cạn mọc nâng cồm cổ xá về tình yêu nâng tù rô cụt. Rì ai nẹ khá là tiết cạn mọc nơi khôn bảo tết đại miên tài sân kriếm cho băng khí nế chìa bảo chấm. Nâng bóng phách bóng phách khí nế chìa nếch đào khí miên phía mê ta cả rì ná. Khí miên sát sân à vấy nơi khôn chất tờ tờ sọ. Cho nẹ thơ khuôn chìa mânu lọ, nâng chìa nẹ miền âm nọ sài. Tì bàm bí, cho chmô tờ mốc đàm bây xoay rốc xoan tì sốc, ao cạt miến khăn ông lục. Dường khơi miền cách bồng bình xinh thị xinh nhá, cả bò rơ tế chìa xinh thật xinh thướm. Tại sát tà ạt bà giáo, khá miền ổn nà mà nẹ, nâng bà thật bạch tám, ao bàn chìa bà lứa, xinh thật thật thế chìa rơ cà lời. Bà tụ bây chìa mà nẹ à ăn thà. Khuôn chìa dìm xoay rốc xoan tì phép đôi khí có đào cho. Xoan tì phép bật bà gót cư xinh thật nâng khăn ông chật nẹ. Rồi bác đàl cô miến đàm bay ao chí vất bàn lọ bà xá chừng đi. Tí mũi chô bằng bình chất nâng rồi bác đàl dương miến. Tụ bay chí dương miến chí vất rô nơ khăn ông lộng ní ơn đàl cầm rạch ná có đói. Tụ bay chí dương miến sạp hiệp chân rư có riêng cá giang nạc đầy. Nâng tụ bay chí sở thất nâng khăn ông bà rìa cá rư có sở thân cá giang ná có đói chó. Dương trâu ta bình chất nâng ca rô nơ chí rô bà dương chí nịch. Dương mình cua kịch ở vấy ở vì hồ hạt bì tế bà tụ bay chỉ dương ai sẵn khâm chán chừng đi cọ đói. Chô mơ là vấy đà dương miến hay ô con cục giáng đà dương bàn mọc. Chô xa là bóng rập ở vấy đà dương miến nâng kịch ở vấy đà dương miến phần mán nâng kịch trả lắp tới cõi vinh thà. Ta bê dương cạn mọc miền ở vầy khá nâng bông miền ở vầy khá chụp nâng khuôn mọc tế. Đội miền bịa mũi lục bàn bồ thà. Nhóm miền ca trịch ố tụ bay chỉ nhóm khuyên trôn nập chừng bé. Nâng bê đà nhóm bàn khơi nhận được tay mình đã tiết khuyên chừng. Xong sắp bài chất nâng khăn ông ở vấy đà dương miến, dương cua ta ô côn bệ ấn rư có vật thổ ná đà dương miến chùm nứa, rư có xa xa ná đà khôn cổ rốt bảo tập bạch. Châm nách tì bí, xoay rộp châm nẹ đằng. Chô xoay rộp châm nẹ đằng đàm bay mọc bằng thám bà nhà xa mạ rạ đấy nâng áp hi vất khô kỳ bào chân nếch. Khăn ông lộn dương ní, miên vật thổ đà cua ôi phay khai chân ná ná. Chí vất đà miên cổ đá cư chìa chí vất đà miên át còm bắn, nâng chìa cao bằng thám côn hợp hiếp ao chí vất. Chô xâm lăng mơ bánh hạp xinh xinh thá vì chìa rương đà lại đọt sài bàn. Dương trâu tài dục chân lưu vía ao kháng tài bàn. Nơi bệ đà dương chong chân nơi ô bà sát nâng bánh hà nề nía. Dương chạm bách trâu tài miên châm nạ đấng nâng bánh hà xmà rạ đáy đà lộ xần. Chìa ca chạm bách đà dương trâu chô chất châm bô châm nạ đấng chìa chương mê prát nâng lôi cá. Pro châm nạ đấng a chùi ở dương miên bánh hà miên phiệp vầy chlát. Nâng đăng bì vị thị xác đo sài bánh hà đà rè ráng châm bô một dương nông cục bánh hà nơi lưu lục. Ưu tế họ đôi giáng bánh hà rộ bò riêng cái. Nẹ khá miên rụp riêng bì cà. Tài nâng miên xa mạ tập hiếp dục chế nẹ ọ bà xạ bà rô hốt ai chục cháy. Đôi phiếp khăn tấy phiếp ọt thamốt. Nâng ca ô xáp chế giếm tiên dục nơi rộ bò đài khôn miên mọc ạp hiếp vớt. Rô hốt đào miên xa mạ tập hiếp bà chô mốc chú mùi nâng bánh hà nâng xa thân ạ cáp xinh xinh bàn. Đôi đại dân thật lập bàn đăng hơi thà miên mà nút bì cà phân ếch ai yên chấp đòi à nút bằng đất. Rồi hốt khai tờ chì xa xa chá, ai thơ ca nghiệp bán, ai lên đần trấy, ai lên cây lá. Nâng rồi hốt tờ tốt bàn chây lập hí thân ạ chiệt. Đào chì cà bằng hai nhói khuyên thá, chôn bì cà tiền ní. Ai chụp chì nè ọp xạ chì vất rồi hốt bàn chụp chày. Xâm nốt xua thà, ta dân chì nè đà miên riêng gái bò rì bô cực rần. Sốc chặt cho chanh ọp xạ chì vất đài tế. Trong nội tị bấy, bình chặt nâng chì vất đà dân cầm bốn xong bình khăn ông lột đi.
chỉ vật bệnh đôi chứa ca thuở đầm nào. Khi nông đầm nạc ca nơi ca thuở đầm nào nụ, cứ chế bọt bí sao rô bác chí vật đã ban chú bởi tế chế chẳng. Hay rằng rất tài miệng ai dụ vế, nâng rất tài miệng bọt bí sao căn tế chẳng. Châu bình chất chứa mùi nâng ca ập xong bệnh cực giáng nơi khi nông chí vật rô bác nẹ. Tí mùi, châu mơ thay rời xa ca khó trớ sau cập hiệp ca đứng chất ai lộ bóng phọt. Tí bí, châu xoay rốt châm nạc đấng nâng ca sạc xa ông mùi chí vật, đàm bấy ai miên châm nạc đấng tù lùng tù lý cực bạp giang. Tí bầy, bêl thơ bầy mối, châu thơ đòi cả đầy sở lãnh, đòi cả đầy sạp bái, nâng đòi cả đầy rị rí, châu thơ bí ai bàn lộ, hai châu sạp bái chất, nâng rộ bác đa khốn bàn thơ hời. Tí bốn, châu chùi ai nẹ đỡ tấy, bà nờ vấy đà kê trơ cá, dân nâng bà nờ vấy đà dân trơ cá đôi khỉ đài. Tí prám, châu sma trăng châm bố khuôn ái, miên krom xa là thứ nâng nẹ đỡ tấy, nâng thơ chìa mà nốt bạc châm hó trăng tơ trăng móc, đàm bấy xanh xăm xích đầy lõ rồi bạc luôn. Phàl bà giáo, đà dân nâng tự tụt bàn. Nâng bèl đà dân miên ca bình chất nâng rộ bạc xinh xinh, phần này rộ bạc dân ai xâm lăng khơi nhà vấy đà ai tờ cá, nâng ọ cá đò xanh thớp, chăm dân nâng kháng mục. Dân trăng miên ca cao xa xa cho mùi nâng ở vấy đại dân bàn tư tú nâng miễn. Hai pra rộ bác đại dân miên nút ai tờ chìa bà giáo chẳng bòm phót, khăn nông bèl đa khốn công bông ta miên chì vật ruột nử. Chùn cá l, dân miên bà nhá nâng sạch hàn cá ạ vì chờ miên chôn móc, nhàng ở dân cổ thân á rư có tiền dân tục mạnh áo miên ca đi châm ràn. Đôi chân này dân trăng tài bà chôn móc nâng dục chân vi ở bán. Cho thơ ác cặp kê rì giá rư rực bía chư rộp biệp lâu vi chờ miễn. Vì nâng chui ai nét tự tổ bán nâng ở vấy đã chục cháy nâng trái chát trái chân. Cho trái gió trong bộ phiệp chục cháy đòi sức đầy rịt rí, nâng rịt rí cho mùi nẹ chất khàng. Đà lý vía cứ chê công lăng chất nâng nông ca chui ai nét hiền xong bình nông chí vất dạng lỡ bông phật.